Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về với đại chiến ninja. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình. Ở đây thời điểm hôm nay hiện tại thì cấp VIP lên cấp 14 à. Mình nhớ ở VIP cấp 14 và hôm nay thì có lẽ là ta sẽ lên thêm con tướng gì đó. Ta sẽ lên con nào nhỉ? Baryon. Naruto Baryon cho ta. Ở đây à? Mình chưa chưa nâng đúng không? Ừ, chọn một trong ba con này, một trong mấy con này cứ bấm vào con rồi nâng rồi. Ngày hôm qua nay cũng tích được thêm tí tài nguyên để nâng nó lên. Tại vì rồi, con này nó cũng là khắc chế của con này. Đặc điểm chung nó cái gì vậy? Con này nó cái chiêu nó sẽ đánh xuyên được, con này có nó xuyên được cái né đánh của cái con Naruto lục đạo, nên con này cũng coi là một cái con khắc chế của nó. Cái con này nó búp khiên, nó phản khiên phản đòn. Nâng khoảng tầm cấp bao nhiêu đây? Cái nâng mắt thì chắc con này cũng sẽ chơi được lâu. Lâu thì cũng không dám nói đâu, vì cái kiểu 2 tuần update một con thì chưa chắc đã lâu. Ừ, nâng sao à, không nhờ. Cái nâng sao là tí đổi đội nó sao. Tôi phải chọn lên. Hy sinh Obito được gì? Ừ, cứ lấy mấy con này làm thôi. À, cứ cái này thì nãy giờ mình kiếm đủ rồi. Quay này toàn đi gacha hay là đổi mạnh nữa. Ừ, gacha vừa đổi hôm qua giờ thì tức rồi. Tại vì các bạn cái nick này mình không có quay nhiều, mình chơi test nên một số cái quá trình ví dụ mình kiếm cái này tinh để cho Hiếu làm trước để quay video cho gọn. Để trong video đầu tiên dạy các bạn qua cách kiếm đi gacha, cách đổi cái linh tinh đấy để mình tiết kiệm thời gian chút xíu. Còn sau đó sau sang cái nick chính thì có thể sẽ quay lại xem full quá trình sau. Tại nick này quyết định chơi mấy hôm lại bỏ thôi. Tiếp tục lại chọn tiếp một số con bất kỳ ở đây nữa, nâng tiếp này. Tiếp tục về nâng tiếp nhá, lại càng về sau nó càng đòi nhiều hơn thôi. Thì mấy nguyên liệu mình cũng chuẩn bị sẵn rồi. Mấy cái này vứt đi hết rồi, chuẩn bị sẵn rồi vứt đi. Cứ vào nâng này. Thì Hiếu chuẩn bị sẵn cho mình, nên bây giờ mình vào chỉ nâng thôi. Nói chung là chơi kiểu ghép vậy, trông rất là đơn giản đấy. Cái cục này đổi cái này qua nạp không nhỉ? Cái này hay tích được. Cái này tích cái thẻ ninja trong tích cái được. đập trứng hoặc rồi. Là đánh boss Kurama thì nó sẽ rớt ra đổi được. Hoặc là nạp thì có nhiều hơn. Nạp thì nó nhanh hơn nhiều hơn. Ừ. Ra đổi thì hình như còn vài chục thẻ ra đổi mấy cái hồn trứng sao. Đổi chỗ nào nhỉ? Túi đồ. Mình kéo xuống. Đó từ về cái từ từ hình ảnh nào ở phút trên. Lát xử. Đây cái này chắc là đổi một chục cái đi, đổi một chục cái thẻ đừng chính sao mùi cái này. Rồi, tiếp tục vào nâng, tiếp tục mình sẽ nâng tiếp con Baryon nhé. Không mùi sao đây, bắt đầu dùng cái lần trước bảo tốn rồi không nói cây thiêng. Lên cấp này là xuống vào 1 rồi. Tưởng mất nhiều hơn. Thì hiện tốn ngay cục 10 sao này. Chắc phải đi kiếm thêm vài cục 10 sao. Không 10 sao thì kiếm thế nào? Lại vào cái đổi giống như cái kia thôi. Lại vào cùng cái shop đấy đúng không? Ừ. Dùng. Kéo xuống tí. Đây đúng không? Ừ. Này đắt hơn nhỉ? 30 thẻ. Này đổi đấy khoảng là bao nhiêu nhỉ? Rồi cái đổi mắt đi. Mắt nghe. Rồi mắt cái 8 nhé. Rồi lên tốn thật 3 cái này. Ừ. Tốn. Nó phát này coi như hết rồi. Cái này chắc là không kiếm được luôn đâu. Cái này thì vẫn có hộp mở ra được. Nhưng mà đâu để xem thử cái này hai cái này đủ rồi. 8 con này chắc cũng đủ, chắc sẽ nâng được một bậc vì mình có mấy cái hộp chưa mở. Cái trang bị đỏ dùng bớt đi. Đây cái hộp này 8 con, nãy ngoài đó có 2 con rồi đó. Kéo xuống chọn này. Đấy 8 con này, 10 con đi. 10 con. Nó sẽ cấp cho bạn những cái hộp chọn tướng đó. Nãy còn gì quên ta? Cái lửa ấy. Ừ. Cái lõi cây thi.
12 nãy mà nhân nó cần bao nhiêu, 35 đúng không? Không nhớ chính xác đâu. Sao 12 15 sao 35 đúng rồi, lấy thêm 23 nữa. Đây, cái hộp này, cái hộp này trong các cái móc tiêu vàng thì nó sẽ được cái hộp này. Tiêu vàng được hộp chọn cái lửa 23 cái lửa nữa. Hoặc là khi mà sau này bạn lên đánh liên server thì càng lên cấp cao thì nó sẽ cho nhiều cái hộp nữa. Giờ rồi lên được 15 sao. Đổi rõ nhiều hết nhanh. Này, rồi tạm thời nhưng chắc là 15 sao. Mình sẽ đổi đồ của mọi mà... Tại bây giờ cũng không có đồ mà ngon lắm. Thì cho nó vào đội trước đi. Vào đội đi. Bỏ con nào đây. Con này bỏ Madara đi. Con này vào. Luôn. Rồi bây giờ đi nâng cấp cho nó. Giờ bí thuật. Bí thuật của nó là cho cái đỏ đi. Mình nghĩ con này cao nhất, chắc là đổi mấy cái bí thuật của mấy con này qua. Giỡn, con này cũng đang chơi phân vân. Mình sẽ đổi con Naruto lục đạo này đi. Dù nó khá là mạnh nhưng mà chắc là đổi full đồ qua để test thử con này thử coi nó được đến mức nào. Cho mặc đồ Asura này cho đổi lại đồ thành con này đi. Bây giờ chắc sẽ cho nó lấy hết đồ mấy con này ra luôn, nên là để ra ghép lại thành một cái đồ cao hơn nhất là cao hơn. Nhét mình chơi tạm thời giờ dùng 3 con chính cho nó khỏe thôi. Con này thì con này nhẫn thuật luôn, nhẫn thuật cái này dùng được. Rồi bây giờ vào cái chỗ làng lá, chỗ xưởng chế tạo, ghép một ít đồ lên, ghép một ít đồ cho tăng sao lên, ghép được cái kunai 3 sao, quả áo khoác, ghép được cái bộ áo 3 sao. Khi mà các bạn mặc đồ nó cùng một số sao thì nó sẽ kích hoạt được cái thuộc tính ẩn ấy. Ừ, cái kiểu như là nhiều mấy cái dòng đi chung nhau như này 5 sao này, nó kích 3 cái dòng. Máu tấn công em về máu tiếp. Cái thuộc tính đấy là cứ mặc định như nhau thôi, cứ đủ là kích thôi. Đúng rồi, cứ mặc cả bộ. Không được tẩy nữa. Ừ, không tẩy. Đây, nhắn vào. Nâng đồ lên tí. Nhắn này vô, con này chắc cũng được một set như này chắc cũng ok. Lắp cái này, có 5 cuộn này chắc còn chế được một cuộn đỏ nữa. Chắc là chế được một cuộn đỏ nữa đi. Thêm nhanh rồi ha. 5 cuộn rồi ghép được một cuộn cấp cao hơn. Các bạn có đồ thể... đồ thì là 3 còn cuộn là 5 rồi. Ừ. Không, cái này cái cuộn này nó sẽ là 2 cuộn cũng được nhưng mà cái phần trăm nó khá là thấp thôi. Còn 5 là 100% thì. Ừ, 5 là 100%, ví dụ đây mình bỏ 4 cuộn thôi, 4 cuộn đây 70%. Thì cái tỷ lệ nó nếu mà thế là nếu mà nào ít tài nguyên quá thích chơi may rủi thì cho ít. Còn đây, không thì đây ví dụ mình đập xịt rồi nó sẽ ra cái này này. Nó ra cái này là nó được cộng thêm cái điểm này, 1000 điểm thì bạn nhận được một cái cuộn cam miễn phí luôn. Mình chơi 4 cuộn lần cho đỡ tốn. Nhưng mà 70% thì hên xui nó cũng sẽ rớt. Đây cái cuộn đỏ này rớt này. Này 3 cái không biết nên lúc hên xui. Nhưng mà tích điểm đủ thì coi như đổi ra cuộn. Rồi bây giờ con này bí thuật. Bí thuật ở đây thì bạn bấm vô đây nó sẽ có cái gợi ý cho mình. Cái này khá là quan trọng nha, cái này nó giúp nhiều trong cái lúc mà chiến đấu. Ví dụ ở đây mình con này là nhẫn thuật đúng không? Ừ. Mình chọn cái liên hoàn này tức là một cái chiêu có thể ra được 2 lần, bấm học luôn. Ở đây là cái thanh trừng hoặc là nhanh nhẹn, chắc mình nghĩ con này chơi kiểu tấn công cho thêm phí sát thương bằng cái thanh trừng này đi. Tấn công gây thêm sát thương bằng 3% lượng máu của đối thủ. À. Vào đây lấy cái rương này. Đây cái rương này có đây. Cho cái đá này mình đây. Ừ, cái đá để mình chọn đây cái thanh trừng cái này. Dụng luôn. Lấy được cả 9 luôn rồi. Ừ, lấy để lên 3 cấp luôn.
là cái kỹ năng vẫn có thể nâng lên cao hơn vậy. Nhưng mà 3 cấp là mắc. Đây, đây. Đây mắc rồi. Đã tăng một cấp đầu bất 1 lên là 3 lên thành 5. Đúng rồi. Bây giờ chắc mình sẽ tẩy cái này lại tí. Tẩy cái này lại tí cho mà tinh luyện. Chắc này mình sẽ lấy mấy cái dòng công hoặc là mình sẽ vẫn ưu tiên cái ô trên trước thôi. Ừ, hai cái dòng này ngon nhất. Chắc cái này là trùng đường là hai cái công, một cái tấn công bạo kích có cơ hội tấn công lần nữa. Là như là full công ừ. Công với hiệu ứng này. Mình có thể xem trước ấn chữ xem trước ra các dòng có thể tẩy. Ừ. Đây. Nói chung là các dòng có thể tẩy nó giống như cái bí thuật bên này, nhưng mà bí thuật thì mình có thể chọn được, còn cái dòng thì nó ra là ngẫu nhiên. Yeah. Mình phải tẩy nhiều lần nó mới ra đúng cái dòng mình mong muốn. Tẩy tấn công tốc độ bạo thương tấn công cái này thấy khá ngon, khi hồi máu cái này hút máu, cái này gây sát thương hút máu. Lấy cái này rồi bây giờ chắc tiếp tục nâng cấp thôi, cứ ấn giữ cái này nó sẽ tự lên cấp thôi. 400 cấp rồi, nâng cấp này khoái lắm. Qua giờ cũng cày ít vàng ít kinh nghiệm để sẵn. Tính ra khởi đầu toàn trên Naruto. Chơi nhiều học chính. Bắt đầu là như kiểu con này mạnh tính hợp lý trong phim nữa ngờ. Chứ còn một số con đéo thấy trong phim mạnh thì trong game cũng mạnh cái khổ. Còn nâng gì để đánh được nhỉ? Nâng tí gì, bí thuật thì thiếu cái. Bí thuật chắc ra shop mua cái. Ra shop kiếm mấy cái mình cần. Cuồng công giảm trị liệu, nghĩ con này chắc lấy thêm cái nhẫn thuật bí thuật đi. Cái này nó sẽ tăng sát thương thêm, hoặc là lấy cái phá giáp cứ mua. Coi cái nào nâng được nhiều sao thì lấy cái đó. Để thấy cái phá giáp nó vẫn ngon hơn. Cái shop này mỗi ngày nó cho bạn đổi 20 lần là tối đa, không gì nếu quá 20 lần là mấy lần miễn phí với lại còn lại mất 200 lần. 200 lần cái này, nhưng mà cái này các bạn làm nhiệm vụ đổi các cái shop quay nó khá là nhiều. Này cứ đổi thôi. Nói chung là có nên drone vẫn nên làm mới hết cả 20 lần không? Ừ, mình nghĩ là vẫn nên làm mới hết 20 lần, tại vì cái này khá là khó kiếm. Mấy cái cục này khá là khó kiếm. Kích đây cái liên hoàn nãy giờ mua được khá là nhiều. Tí có vẻ nâng được. Nếu thật sự vừa mới nạp nhiều có mua được full tất cả không nhỉ? Full à? Định mua lầy mua full để cần gì ấy, sợ ông may sao lại cần cái khác ấy. À, cái này thì mình... Mấy cái điểm này nếu mà sử mình mua full thì trong cái tuần đầu nạp nhiều có trụ được không? Tuần này nick này chơi test không nói rồi, nhưng mà nghĩ là được, nếu được. Mà cứ mua tại vì hết. Mình đang định ra cái server mới thì mua full hết cái này thì biết đâu con này cần cái này, con khác cần viên khác, tại vì cái máy không máy... nhiều khi lỡ làm mới qua rồi lại phiền. Ừ, để quay lại không được, đến dồn lúc đầu nó khỏe khỏe đi. Tại đây thấy nick này chơi không nạp mấy đã 300 bao nhiêu ca thì các bạn khi mà đây cái chỗ cái điểm nó kiếm ở trong cái chỗ này lễ hội mùa hè lúc thăm may mắn này. Để chọn một món là lần lượt nó ra một cái dây này khá là nó nhiều, khá là nhiều. Ừ, nó khá là... một lần có 200 thì 20 lần mất khoảng tầm 4,000 nữa. Ừ. Thì còn lại dư bao nhiêu mua kia vẫn có 2,000-3,000 cái được. Đúng rồi, thì cứ mua thôi. Phải chắc chắn lúc nào sẽ được nhiều cái để đập rồi. Ừ. Rồi vậy thì để đấy mình sẽ đẩy hết cái đấy đi. Thì bây giờ nói thôi, chả biết con khác cần cái gì. Nói chung mỗi con cần một cái riêng phù hợp. Ê, chưa biết được biết đâu cái tuần đấy mình ra lại ra con tướng mới chẳng hạn, thì có thể mọi thứ chuẩn bị lại sai luôn. Game nó hơi khi theo meta chút xíu. Còn cái nick này đang chơi kiểu dạng đầu tư ít thì mình đang tìm cái viên mình đang chọn trước, định hướng trước cho con này thì mình chỉ đôn như vậy thôi. Nhưng mà mỗi ngày cái shop này làm mới được 20 lần. Ừ, nó chỉ giới hạn 20 lần thì mình bảo muốn mua hết. Để có gì nó tùy cơ ứng biến chơi luôn, chơi kiểu nhà giàu chứ kiểu đấy. Bỏ cái cho nó cái. Tại vì hôm nay mình quay video này cũng là chủ nhật đúng không nhỉ? Hôm nay chủ nhật rồi, thứ hai, thứ ba thì thực ra chỉ có 2 ngày nữa. Mà 2 ngày sau chưa chắc đã quay video đâu. Nó có cái gì hay hay thì quay, không thì cũng bỏ qua để chuẩn bị cho hôm thứ tư. Bắt đầu mình nhảy server. Thì vẫn chia sẻ các bạn chơi server S27. Thì nói chung là mình cũng muốn là bạn nào có nhu cầu chơi cùng ấy thì vào cùng S27 với mình, để vì sợ một số tính năng sau ấy nó đi theo hội nhóm linh tinh thì sợ không có người đi cùng thì hơi khổ. Đấy thì ra mình muốn có người chơi cùng thôi.
Có thế là mình chơi mình chả hứa hẹn các bạn đầu tư bao nhiêu đâu. Chẳng qua thường chơi game giai đoạn đầu sẽ đầu tư nhiều, còn giai đoạn sau có thể nó sẽ tụt dần. Đấy là tùy cái đấy chưa biết được. Có như là tùy xem là cái vấn đề là game nó thu hút các bạn tốt hay không, linh tinh thì quyết định sau. Đấy là cái chia sẻ một chút như vậy nhé. Thì chơi S27 nên nếu bạn nào có chơi thì hẹn nhau ở đấy. Và thường CM ra khoảng tầm 12 giờ của ngày thứ tư. Với lại thứ hai nữa là có rủi ro có thể CM sẽ ra trễ hơn cái giờ dự kiến một chút nhé. Tại vì cái hôm đầu ra S26 mình thấy nó bị trễ mà 1-2 tiếng. Thế ra mình chưa biết hôm đấy live stream có đúng được từ cái lúc ra CM hay không. Nhưng mà có tinh thần chung bạn chuẩn bị tâm lý như vậy. Mình nghĩ chắc nâng lên được 1 sao tại vì còn mấy cái rương. Có cứ bất vào chơi tàn tạ tí nữa để cho xem qua tướng tí thôi. Chứ còn nick này cũng chưa phải nick chơi chính, nhưng không áp lực câu chuyện phải nâng quá mạnh đâu. Tối ù vậy nó, ù thiếu cái. Còn chơi ở đây thì nói chung thì video thì rất là mình là quay chính, Hiếu là hỗ trợ thêm cho mình. Nên các bạn thông cảm một chút là bạn Hiếu cũng phải chuyên nói. Nên đây vì thấy một số bạn comment lớn bỏ video nói tiếng hơi bé không? Các bạn thông cảm chút vậy thì bạn hỗ trợ chuyên môn thôi. Thế là giai đoạn đầu khi mình chơi chưa có thời gian tìm hiểu nhiều ấy, là bạn ấy tìm hiểu trước nên thành ra là có những cái bạn là chủ yếu là mục tiêu chính của Hiếu ngồi cùng mình ấy là để khựng mình lại đến lúc mà mình định quyết định làm điều gì đó mà sợ có thể quyết định sai ấy, là bạn sẽ hỗ trợ cho mình mặt chuyên môn đấy. Còn nói chính thì vẫn là mình thôi. Nên các bạn thông cảm tí, nếu mà nói có thể đôi khi nó không rõ tiếng lắm, các bạn thông cảm vậy. Cũng như có thể một số bạn nghe mình lâu thì kiểu mình là miền Bắc, Hiếu thì miền Nam, thì có thể đôi khi là có những bạn nghe tiếng miền Nam nó quen, nhưng có những bạn nghe quen tiếng miền Bắc rồi, nó hơi khác biệt một chút xíu vậy. Còn nhạc nền linh tinh thì nói chung nó cũng là nhạc thường xuyên dùng rồi. Lấy cái nhạc này nhạc mình mua bản quyền, nên thành ra để cho tiện quá trình mình làm kênh nhá. Nên ra nhạc thì to nhỏ không quan trọng, quan trọng có thể do các bạn nghe chưa quen thôi. Cũng như là Hiếu không phải chuyên nói. Đấy chỉ vấn đề như vậy thôi nhé. Thế rồi mình sẽ nâng thêm một chút xíu vào cho người xem qua tí tướng thôi. Thế rồi nâng tiếp con Asura đi. Mắc cấp cho nó mạnh lên tí. Nhưng cho đội hình ngày hôm nay quay bạn xem sẽ là ba con chủ lực nhé. Là con hai con Naruto với một con Asura. Đấu trường đánh xong rồi đánh chơi tí cho bạn xem thôi. Chứ thật ra giai đoạn này chưa có gì nhiều. Nói chung là game này khi các cái game nó rút ngắn cho bạn giai đoạn đầu ấy là gần như xác định là mình chơi là hướng đến lên server. Chứ còn trong server giai đoạn tuần này là sẽ chẳng có gì mấy đâu. Nên thì đơn giản là ông nào lắm tài nguyên thì nâng tướng nó nhanh thôi. Xong rồi sau khi vào liên server đầu có cái này cái kia, khi gặp những người chơi cũng nhiều tiền nhau chẳng hạn, hai ông nhiều tiền đấu nhau, hai ông ít tiền đấu nhau, hai ông vừa đấu nhau ấy, lúc đấy bắt đầu trận đấu nó sẽ cân hơn. Và giai đoạn này mình thấy đôi khi có những lúc mình đánh vèo phát chết luôn địch thôi. Tại vì đơn giản là đang trong một server có người đầu tư, người không đầu tư, như vậy đánh nó sẽ rất là lệch. Chủ yếu hôm nay mình nâng con này là tại vì cái chiêu nó có thể đánh xuyên. Đấy là con lục đạo. Ừ, đánh được con lục đạo. Đánh xuyên là cả cái ẩn thân nhé. Ừ, đánh xuyên là cái ẩn thân. Thì hay mới nâng đam khá là to. Nếu mà tuần thứ tư tuần tới này mình chơi server mới mà chưa update được tướng thì gần như mấy con đầu tiên sẽ vẫn nâng như này thôi. Nhưng mà nếu nó update con tướng mới thì sẽ test bạn con mới luôn. Như vừa thấy nó ẩn thân vẫn đánh được phải. Trọng tâm này chỉ có con này đúng không? Ừ. Thì đánh thêm vài trận đấu trường chốt video cho người xem qua một tí. Cho mọi người biết được cái con nào có thể đánh. Sao mình sẽ cố gắng là sao mình Hiếu cố gắng sao mò được con nào và dắt nó có tiềm năng một chút ấy. Ừ. Thì giới thiệu mọi người chút để bạn đầu tư thôi. Còn toàn là quyết định cuối cùng vẫn là ở các bạn. Biết đâu các bạn tìm được con khác ngon hơn thì bạn chia sẻ lại cho mình. Tại vì tướng rất là nhiều, mình chỉ tiện con nào cảm giác nó mạnh thôi. Cũng như là xem mấy ông tốt ông chơi con nào đoán đọc lên thấy ok thì nâng thôi. Xong rồi nhiều khi nâng cũng phải có tài nguyên mới nâng được chứ không phải muốn là nâng. Nên thì ra các bạn cố gắng góp ý cho nhau để sao mình tìm những con tướng nào tôi tốt nhất trong giai đoạn đầu game. Như nói con Gara này càng nâng lên sao nó sẽ càng trâu. Ừ. Mặc dù nó chỉ là UR nhưng mà nó khá là mạnh. Thế con Gara hiện tại con UR có vẻ có khả thi nhất từ vào đội hình chính đúng không? Ừ. Tại vì game được kiếm tướng rất nhiều nên có vẻ mình đang hơi thiên hướng RR một chút xíu. Mình rất là muốn kiếm được con UR này, con HN này hay con R, con nào nó khỏe khỏe tí xíu ấy. Nhưng vì hiện tại do game kiếm tướng đầu game dễ quá nên vẫn đang hơi thiên về LR. Nhưng có vẻ Gara được tiềm năng hơn thì có thể làm sẽ test bạn xem. Mình thấy đa số tất cả những trận mình đánh đều gặp con Gara này. Là một con hiếm hoi và phẩm nó thấp hơn. Nhưng mà cũng không đến mức quá thấp nhưng mà kiểu mức độ vừa vừa mà có thể được chơi nhiều. Còn đa số vẫn chơi LR thôi. Thì cứ chơi nhiều, va vấp nhiều ta sẽ biết thôi. Có mỗi cái giai đoạn đầu game nếu ai chơi trước thì biết rồi ấy, thì chia sẻ mình đi nhanh hơn. Còn không mình cứ mò từ từ mình sẽ ra thôi. Và hiện tại còn đứng được top 2 thôi. Ừ, hiện tại vẫn là top 2 đấu trường. Nếu vẫn là top 2 đấu trường thì đánh đa số cũng thắng thôi. Và cái ông top 1 ông gấp 10 lần lực chiến mình thì cũng xác định là không đánh được. Chơi con gì cũng sẽ thua thôi.
Em chỉ cần xem qua qua tí thôi. Này đây, top 1. Bạn Từ Khuyết lên top 1. Anh này nâng được nói chung là cái con Gara mình sau khi mà mình nghiên cứu thì mình thấy người ta chơi khá là nhiều. Khi mình nâng... mình cũng đang dựa trên rất nhiều thực tế thì các bạn tốt nhất. Này mình nâng sao khá là nhiều thì mình nghe bảo các bạn nói thì con này khá là trâu khi mà được nâng sao nhiều. Có thể là mấy con này đánh nó không mất máu luôn. Mà con... nó lại thuộc cái dạng dễ kiếm nữa. Ừ, mình nghĩ con này nên là nâng theo cái thiên hướng mà phản sát thương. Nên nếu mà server kia lấy nhiều cuộn quay có thể mình sẽ nâng nó luôn được. Mình chỉ sợ thiếu tài nguyên để nâng cấp thôi nhé. Chứ còn tướng thì mình nghĩ là lấy con nào chả lấy được. Sao tại như vậy, top 2 lực chiến hiện tại thì... chắc nó đánh nốt trận này, đánh top 2 lực chiến. Đánh xong trận này chắc cũng thôi. Tại vì các bạn chỉ đánh như vậy thôi, chúng nó đi test tướng thôi. Nhưng hiện tại cái vị trí vẫn chưa quan trọng đúng không? Ừ. Tại vì đa phần là nó sẽ đánh toàn tất cả mục tiêu. Đánh tất cả mục tiêu nên là để vị trí nào cũng trúng. Như đây một cái con này, con Momoshiki này là cũng là một cái con mà có thể khắc chế được Naruto lục đạo. Có thể mình sẽ lên trong các video sau nâng thêm vậy đó. Ở các bạn này đánh mình khá là đau nha. Đây, đó, cái bí thuật liên kích là nó cho vậy đó, nó sẽ cho đập thêm lần nữa. Đánh hai lần liên tục đó, hai lần liên tục. Đây là chọn tướng một chuyện nhé, mà chọn cái bí thuật rất là quan trọng nhé. Nói chung phải liên kết các thứ với nhau để cho nó ra một cái con tướng là mạnh. Nói chung khổ nhất là mới chơi thôi, chơi về sau chơi quen dễ hết thế mà. Về đấy sau thì thường các game ấy, khi bạn ra nó ra được khoảng tầm nửa năm, một năm ấy, người chơi đều biết hết cách chơi ấy. Lúc đấy là lúc kinh khủng, lúc đấy thằng nào biết cách chơi thì đánh nó nguy hiểm lắm. Còn giai đoạn này nói chung là vẫn đang chơi mò nhiều. Có nghĩa là lúc mình lên video, mấy video đầu ấy, nói thẳng một điều là cũng không được, không thấy bạn nào tư vấn chuyên môn nhiều. Mà đa số các bạn xem ủng hộ là chính thôi. Để ra vẫn đang tự đi mò là chính. Chứ còn nếu mà có ông nào chơi giỏi giỏi tí, ông biết trước ấy, ông tư vấn cho bạn nên làm con tướng này đi, cái tí linh tinh nó dễ. Đấy, thì hiện tại đang chơi mò là chính. Đây nó đánh một phát bay luôn này. Top 1 vẫn ao trình. Nó đánh thêm trận nữa đi rồi kết thúc thôi. Top 3 đây, xem nốt trận này kết thúc thôi. Những con tướng như top đầu dùng sẽ là con tướng mình sẽ lưu tâm đọc trước. Để nghĩ là người ta là người đứng top mình sẽ biết chơi. Còn mình đánh có thể vẫn thắng được, có thể do người ta không đầu tư nhiều mình. Đúng không? Thì có thể mình đánh cho thắng thôi. Nhưng quan trọng mình xem cách người ta chọn con tướng gì ấy. Học từ chính đối thủ của mình thôi. Để sang server kia mình chơi cho hoành tráng. Còn nếu không gì thay đổi, không có sự cố gì xảy ra thì ngày đầu tiên của server S27 sẽ live stream luôn. Để tương tác trực tiếp cũng như để các bạn nào vào chơi cùng chúng ta tương tác với nhau trực tiếp luôn. Và những ngày sau do đặc thù mình phải bận đi làm minh tinh nên có thể sẽ không chơi trực tiếp được. Có thể hôm nào bận quá gì quan trọng thì Hiếu sẽ quay video lại cho mình lồng tiếng lại sau. Đấy thì đấy tùy vấn đề giai đoạn sau này. Mình chỉ chắc chắn được cái hôm đầu tiên ra server nhiều khả năng sẽ live stream luôn thôi. Thì hôm đấy sẽ xin nghỉ làm để tập trung live stream. Nói chung chênh lệch cũng rất là lớn nhé. Thế chỉ có một ai anh chỉ dồn Naruto mỗi đấy là sống sót được thôi, còn đa số là chết hết thôi. Nó bèm lại mình cũng rất là đau nhá. Nói chung mình chỉ có 3 con dồn đồ sống nữa. Những con khác mình cũng chết như thường thôi. Đây, cái này tối đa là 6 hay 5 tướng ấy nhỉ. Đây, lúc này nó bật cái ẩn thân năng lượng, ừ, cái xanh xanh này. Nhưng mà mấy con này mình không đánh được nó, nhưng mà con Naruto này vẫn chưởng được cái. Rồi ok. Thôi thì có lẽ là thôi, video hôm nay chắc cũng đánh tầm tầm như vậy thôi. Chắc mình cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Và giới thiệu bạn thêm con tướng mới là con Naruto Baryon. Không, dạng gần như cao nhất trong phim rồi. Nó này từ phần tận phần Boruto cái dạng này. Và thôi bây giờ mình kết thúc video ở đây nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.